hồi nãy tới giờ mà không có chịu cởi cái cặp táp ra nữa. Làm chi? Dạ. Nghe mẹ nói không vậy? Đưa vở bài tập để cho mẹ kiểm tra. Dạ, đưa chi vậy mẹ? Đưa vở bài tập cho mẹ kiểm tra con chứ làm chi nữa. Kiểm tra chơi, con trưởng thành rồi mà. Trưởng thành cái con khỉ. Con tính chối mẹ hả? Cô giáo phê là rất giỏi kìa. Thế nào cô giáo cũng sẽ phê trong tập hơn cái gì chứ? Không có mà. Cô không có gì chứ. Cái gì? Mong phụ huynh giúp đỡ thêm. Con nhỏ này đi học cái gì mà suốt ngày đứng lại đây cho mẹ. Đi đâu hả? Thông hành cái kiểu gì mà lúc nào cũng tệ như vậy nè. Con giống ai trong cái nhà này mà không dở vậy? Hả? Mà sao mẹ em dữ dữ vậy ha? Chuyện của mình thì mình lo đi, nói chuyện người ta làm gì? Nói chuyện với cô kiểu vậy á hả? Em có tin á là... Nè, ăn đi, thoải mái. Nè nhỏ kia. Hả? Được mang tiếng là rất giỏi, nên đứng trước mẹ tao mà khoe. Mày á, đừng có làm ra vẻ ta đây nữa nghe chưa? Mình có làm ra vẻ ta đây đâu chứ. Mình có làm ra vẻ ta đây đâu chứ. Mày không làm thì tại sao tao lại bị mẹ tao la chứ? Sao mà mình biết được? Ý của mày là tại tao tất cả hả? Gì đây? Bài tập ngày mai sao? Đưa đây cho tao. Không được. Mày đưa không? Được. Mày đưa không? Mày trả lại đây cho mình. Trả tao đi. Trả lại đây. Trả lại. Ông nhỏ này. Mà dám. Ôi à. Em sao vậy? Làm chi? Nó đập vô đầu em. Nè, chị không cho em một trận thì em không có chừa cái tội ăn hiếp tâm anh đúng không? Ôi trời đất ơi, sợ quá đi. Em mà còn làm vậy nó đi, chị không có nhịn em ở đâu. Không nhịn thì tôi đâu có biểu chị nhịn. Nè, đâu nè chị đánh đi. Chết gì vậy? Nè, em gieo nhân nào là em sẽ gặp quả nấy đó. Gì? Gieo nhân gặp quả hả? Dốt mà còn bày đặt chơi chữ. Quả làm gì có nhân, làm như bánh không bằng. Trời ơi sưng rồi nè. Thôi để chị đi lấy dầu cho. Dạ. Đầu làm chi đúng là đầu bò. À, dạ. Nè thay đồ tắm rửa rồi ăn cơm nha. Dạ. Cảm ơn. Mày mà hé răng chuyện bài kiểm tra hôm nay thì hiểu chưa? Hai đứa về rồi hả? Dạ. Tâm Anh, bữa nay em làm bài kiểm tra được không? À, dạ. Bữa nay có bài kiểm tra không? Dạ, alo. Dạ, cô giáo chủ nhiệm. Dạ, không điểm. Làm gì? Đứng lại cho mẹ. Dạ. Không điểm hả cô giáo? Em đã cố gắng dạy cho em ấy rất kỹ, nhưng giải thích cỡ nào thì em ấy cũng không hiểu. Chi hoàn toàn không có khái niệm về phép trừ. Em thật sự rất là lo lắng. Vì phép tính trừ là phép tính rất là cơ bản. Dạ, tôi xin lỗi cô giáo. Tôi nhất định là sẽ cho nó một trận mới được. Vũ lực không phải là cách giải quyết đâu. Nên dạy em bằng lời nói thì sẽ tốt hơn. Em sẽ cố gắng kèm thêm cho em ấy. Nhưng trên lớp học á, còn rất là nhiều tiết học khác, nên em không có đủ thời gian. Dạ, xin lỗi cô giáo, tôi biết rồi. Dạ. Làm chi? Con vợ mày với mày là hả? Cái con nhỏ này, làm chi?
Phép cộng có nghĩa là con đang có một thứ gì rồi con được thêm một thứ nữa, vậy thì là phép cộng đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì phép trừ cũng vậy, có nghĩa là con đang có một thứ gì đó rồi con làm mất đi. Đúng rồi, Lâm Chi hay quá vậy. Có nghĩa là con mất đi, có nghĩa là phép trừ. Dạ. Nè, Lâm Chi giỏi. Vậy thì bây giờ mẹ con mình làm phép trừ nha. Dạ, ok. Bài này đi. Nè, 11 trừ 3 có nghĩa là con đang có 11 thì con mất đi 3, là còn mấy? Còn mấy Lâm Chi? 11 mà mất đi 3. À, con biết rồi. Là còn bao nhiêu? 11. Hả? Dạ đúng rồi mẹ. Nè, mẹ nhìn nè, 11 trừ 3 có nghĩa là 11 mà mất đi 3 thì chỉ còn 11 chứ còn mấy. Nãy giờ mẹ nói con hiểu hết đúng không? Không có gì gọi là khó hết đúng không? Hả? Mất trừ đơn giản lắm mà, đúng không con gái? Hỏi xui thôi. Bây giờ mẹ con mình làm ví dụ đơn giản, thiệt là đơn giản nha. Dạ. Con gái ngoan, con thích ăn cái trái cây gì nhất vậy? Trái cây con thích nhất hả? À, là dâu. Con thích ăn trái đào hơn. Thôi được rồi, vậy thì mình ví dụ là đào đi ha. Con đang có 11 trái đào. Không, con thích ăn dưa hấu không? Không, dưa gan. Mệt quá đi. Con thích trái gì cũng được hết á. Ủa, sao ngồi đây? Anh nghe nói em đang dạy Lâm Chi phép tính trừ mà, ngồi thẫn thờ. Em có sao rồi? Xin chào cả nhà. Dạ, xin chào chú. Lâm Chi, mẹ dạy con phép trừ rồi đúng không? Con không hiểu gì hết trơn. Tự hào quá ha. Em chán thiệt á. Cái kiểu này chắc phải thuê gia sư dạy kèm riêng một mình nó đó. Mới học lớp 1 mắc mớ gì mời gia sư. Thấy yên tâm anh không? Đó, tự học có ai kèm cặp đâu. Tâm Anh à, bài kiểm tra kỳ này chắc được điểm cao nữa ha con. Dạ. Thưởng. Được có 10 điểm mà cũng bày đặt khoe. Trời ơi, nó còn nói được. Tôi sợ cái con nhỏ này luôn. Bộ con ăn trứng ngỗng hoài con không ngán hả con? Làm chi à? Thật ra phép trừ nó dễ lắm, chứ không phải khó như con tưởng tượng đâu. Khó chứ dễ gì ba. À, con có cách này nè, dễ lắm luôn á. Cái gì con? Bấm máy tính. Không được, tuyệt đối là không được. Biết chưa? Bây giờ con nhìn ba đi nha. Con nhìn ba, kể về ví dụ cho con nha. Ở trong cái bếp này đang có 6 người. Ngọc quên đếm Ngọc rồi. Ngọc nó là 7 người. Người, thì tự người. Nhiên có 2 người đi ra ngoài. Vậy hỏi trong cái bếp này còn bao nhiêu người? Phải ra ngoài thì con mới biết được chứ. Tâm Ý. Dạ. À, con cảm phiền dẫn Tâm Anh ra ngoài chút giùm chú nha. Còn Tâm Anh nó đang ăn cơm mà. Kệ ra chút mà vô lại. Thôi con ăn xong rồi, con lên lầu rồi. À, Tâm Anh, con ngồi ăn tiếp đi. Tâm Ý, con đi ra ngoài đi. Vô con. Đó, vậy bây giờ ba hỏi con nè. Ở trong cái bếp này còn lại bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4. Còn 4 người. Chị quên đếm chi nữa đó chị. À, vậy còn 5 người. Đúng, giỏi quá ơi. Con gái mà xuất sắc luôn á, quá giỏi luôn. Vậy thì hỏi 7 trừ 2 bằng mấy? Hai chuyện đâu liên quan gì đâu ba. Nghe mẹ ví dụ nè ha. Bây giờ 7 người trừ đi 2 người, vậy là còn mấy người Lâm Chi? Hai phép tính nó khác nhau mà mẹ. Nói rồi thôi, giờ đưa nó trở lại mẫu giáo nó học đi. Mẹ đã nói là sai rồi. Trời ơi, cộng lại giùm mẹ đi mà. Dạ cô ơi. Ủa, hai đứa đi đâu vậy? Dạ, Tâm Anh làm bài được 9 điểm rưỡi, cho nên là con tính dẫn Tâm Anh đi nhà sách mua quà hả cô? Trời, bữa nay Tâm Anh được 9 điểm rưỡi nữa hả con? Dạ. Sao mà giỏi quá vậy nè? Con nhớ là cố gắng lên nha. Dạ. Dạ, đứa đi đi. Dạ, tụi con chào cô. Con chào cô đi.
Còn nhà người ta học giỏi thứ hai thiệt á. Làm gì? Ngồi xuống đây cho mẹ. Ngồi xuống. Tại sao con thi mà không nói cho mẹ hay hả? Cái đó đâu phải là thi, chỉ là bài kiểm tra nhỏ xíu xíu xíu. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Đưa đây cho mẹ. Kỳ này con sẽ cho cái đồ đáng ghét nó biết tại. Lần nào thi cũng chỉ có 1.5. Cái con nhỏ này, con học hành cái kiểu gì mà chỉ có 1.5 à hả? Tại cô cho bài khó quá thôi. Còn nói nữa hả? Tâm Anh người ta đi học sau con lâu lắm luôn á. Mà lúc nào người ta đi thi cũng được 9-10 điểm. Còn con lúc nào cũng lẹt mẹt 1-2 điểm là sao? Không biết mắc cỡ hả? Có gì đâu mà xấu hổ. Cái đồ đáng ghét đó chỉ nằm trong lòng bàn tay của con thôi à. Tại con chưa muốn gạch tay thôi. Ba mẹ ơi. Gì vậy con? Hôm nay con vẽ tranh á. Cô giáo khen là con vẽ đẹp á. Trời ơi, làm chi của ba này giỏi quá ta. Biết vẽ tranh nữa chứ. Con vẽ cái gì vậy? Con vẽ Pikachu á. Con đây vẽ coi. Giống lắm luôn á. Pikachu á hả? Cô giáo con có bình thường không? Mà sao vẽ cái gì gì mà điểm cao à? Dạ đúng rồi. Ba này. Đẹp mà ba. Cái này là gì vậy? Cái này là mẹ phải không? Không phải, này là ông. Trời đất. Ông gì tím lè bộ bệnh hả? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ đây phải không? Không phải, cái này là tủ lạnh. Mẹ đây nè. Mẹ màu đỏ vậy đó hả? Dạ đúng rồi. À, vậy chắc chắn là ba rồi, đúng không? Không có thời gian công vậy ba. Vẽ ba thế vô cái tủ lạnh cũng được mà. Nhưng mà dù sao bức tranh này cũng được chơi trong lớp rồi. Mẹ thấy con giỏi chưa? Hả? Này làm chi? Con nói cái gì? Cái bức tranh của con bữa nay được cô giáo treo trong lớp lận hả? Dạ đúng rồi. Trời sao mà con gái này giỏi quá vậy nè. Chắc chắn sau này con sẽ trở thành một nữ danh họa chuyên về trường phái trên trù tượng. Đúng rồi, nó giỏi thiệt. Con người mà nó bê tông hóa luôn. Ba khối bê tông. Cái ba trù tượng mà. Ba này con thấy đẹp mà. Trời ơi, làm chi bữa nay giỏi quá à. Con gái của mẹ giỏi thiệt á. Mẹ, mẹ thấy đẹp đúng không mẹ? Đẹp chứ. Vậy mẹ đóng khung á, mẹ treo lên bàn trang điểm của mẹ. Bức tranh này đẹp mà. Nhất định là mẹ sẽ lộng khung, mẹ treo ở trong phòng. Làm chi giỏi quá à. Wow. Em vẽ đẹp thiệt đó ha. Dạ. À, Tâm Ý à? Dạ, dạ, con chào cô. Ừ, con có thấy cái áo sơ mi của cô đâu không? Dạ, áo sơ mi nào cô? Sơ mi caro đó. Dạ, để con kiếm cho cô. Tâm Anh. Dạ. Con đang vẽ hả? Vẽ đẹp quá ta. Nè, Tâm Anh. Dạ. Bức tranh của con có được treo trong lớp không vậy? À, dạ không. Hả? Chị là chỉ có bức tranh dạ, của... Dạ, tất cả các tranh của các bạn đều được treo ở trong lớp đó cô. Hả? Dạ, tại vì tranh của Tâm Anh vẽ đẹp nhất cho nên được treo ở văn phòng trường đó cô. Cô thấy Tâm Anh vẽ đẹp không cô? À, đẹp chứ. Tranh của Tâm Anh đẹp quá. Con giỏi lắm. Dạ. Ừ, cảm ơn con. Đây là chị nè, đây là em nè. Tâm Ý ơi. Dạ. Ơ, cô hỏi nè, mình còn cá ngừ không con? Dạ còn cô. Vậy con lấy ra con kho thơm cho cô nha. Dạ. Mẹ ơi, hôm nay con mới tập chạy ở trường về mệt lắm á. Làm món sườn nha mẹ. Cái gì? Bữa nay con mới thi chạy hả? Dạ đúng rồi. Bữa nay con chạy được bao nhiêu giây? Dạ con chạy được 11 giây. Con đã được cô giáo khen là chạy nhanh hơn trước á. Trời ơi, vậy là bữa nay con nhanh hơn mấy bữa rồi. Hay quá đi à, giỏi ghê vậy đó. Làm món sườn nữa nha mẹ. Biết rồi, mẹ sẽ thưởng cho con được chưa? Yeah, chưa. Con nhỏ này, cũng may là con có gen của mẹ cho nên mới chạy nhanh như vậy đó. Hôm nay làm chi giỏi quá. Nè, Tâm Ý ơi. Tâm Ý. Dạ. Con làm món sườn cho em nha. Dạ. Ừ. Yeah, vui quá. Hoan hô, được làm món sườn rồi. Yeah. Nè, dạ, Tâm Anh. Bữa nay con cũng thi chạy phải không? Dạ. Con chạy được bao nhiêu giây? Con chạy được 9 giây cơ. Cái gì? Con chạy được 9 giây hả? Dạ.
nhưng mà 9 giây là tốc độ của con trai mà. Hôm nay ở trường, so với hai bạn nam chạy cùng với con thì con là người chạy nhanh nhất đó cô. Trời, sao mà con giỏi quá vậy nè. Tâm Anh giỏi quá. Ngày nào nó cũng phải chạy bộ tới trường, đương nhiên là phải chạy nhanh rồi. Mẹ, còn con nè mẹ, con chạy được 11 giây, giỏi mẹ. Em ơi, tóc anh mới uống mà bây giờ nó hết quăng lại rồi. Không biết nó có bị gì không nữa, anh lo quá. Nè, đợi em coi thử coi. Sao mới vừa uống mà giờ nó hết quăng rồi. Trời ơi, một mình quá đừng có lèm bèm nữa được không vậy? Thiệt, nó khô cứng rồi nè, sợ nó bị chết á. Mình đi lạc tóc. Em nói là anh đừng có nói nữa được không? Bộ, có chuyện gì hả? Bực mình quá đây nè. Học cũng thua người ta, rồi bây giờ chạy bộ cũng thua người ta nữa. Em nói ai? Còn ai vô đây nữa? Con gái rượu của anh chứ ai nữa. Nó làm sao? Nó học cũng thua Tâm Anh, mà bây giờ tới chạy bộ nó cũng thua Tâm Anh nữa là làm sao? Ồ, tưởng chuyện gì. Đương nhiên là Lâm Chi nhà mình phải thua rồi. Con bé Tâm Anh nó sống trên núi chạy nhanh như ngựa vậy, cho lên chạy xuống biết nó quen rồi. Sao Lâm Chi nhà mình chạy lại nó? Ý anh nói là con gái của mình thể lực yếu hơn người ta đó hả? Chứ còn gì nữa. Không bao giờ chấp nhận được chuyện đó. Anh có biết như vậy là sỉ nhục đối với em không? Em là giáo viên thể dục mà, con gái của em mà thể lực yếu hơn người ta, làm sao mà chấp nhận được? Thì trả thù cho con đi, kêu Tâm Anh chạy bộ chung với em chắc em thắng đó. Làm chi? Làm chi? Thức dậy cho mẹ. Làm chi? Giờ này còn gớm mà mẹ. Dậy mau lên. Mau lên. Mẹ nói cho con biết nha, kể từ ngày hôm nay con sẽ phải tập thể dục buổi sáng với mẹ. Mau lên. Ôi, tập chi nữa mẹ. Mau lên. Dậy. Rửa mặt, mau lên. Nhanh lên. Nhanh lên cho mẹ coi. Mẹ nói là thẳng người lên, nhanh lên. Cố lên, cố lên. Thẳng cái lưng lên. Nhanh lên. Nè con nhỏ này, đứng dậy cho mẹ. Ôi lên, đứng dậy. Đứng dậy coi, mới dậy con chút xíu à. Con đau chân quá. Con còn là biết nữa hả? Con có biết là con chạy có 11 giây hay không? Mẹ đặt khoe với mẹ đó chứ. Trời ơi, con chạy 11 giây là tài năng lắm rồi đó. Tài năng cái con khỉ á. Chạy cái gì mà cứ ngã ngửa là sao? Làm sao mà chạy nhanh được? Chạy thì phải chúi người lên phía trước. Rồi chân nè, đầu gối thì phải nhô cao lên. Con mệt với lại đau bụng nữa, nhà không nổi nữa. Mẹ nói cho con biết nha, bây giờ mà không chạy đủ 10 vòng thì đừng có học ăn sáng. Mau lên. 10 vòng á. Ây da hả? Nhanh lên. Nhanh lên làm chi? Cố lên, cố lên, cố lên. Đánh tay mạnh lên thì mới chạy nhanh được chứ. Nhanh lên. Chúi người về phía trước, không có ngửa ra phía sau. Cố lên nè, cố lên. Cái con nhỏ này, nè, con chạy đi đâu vậy? Ây da, mày làm gì vậy? Mình xin lỗi tao nè, mình này, đi chỗ nhà. Kệ mày, chưa mất nói vậy mày đụng tao. Mày tới sớm rồi con. Mày đứng lại. Đứng lại cho tao. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Làm chi? Mình xin lỗi nha. Mình đi trước nha. Cái đồ đang ghê. Hãy đợi đã. Ngô ra báo đồ. Nục bật kịch gì? Làm chi à? Chạy đi tập thể dục nè con. Lạp Chi, con đã chuẩn bị xong rồi. Con thay đồ rồi đó hả? Mẹ ơi, con muốn chạy nhanh hơn Tâm Anh luôn, để có thể bắt được nó dễ dàng. Và con sẽ nắm đầu nó quay 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 như dế luôn. Con nhỏ này. Lạp Chi, chạy nhanh lên. Lạp Chi, nhanh lên, nhanh lên. Sắp hết thời gian rồi. Cố gắng lên con. Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa. Lên. Lên chạy. Giỏi lắm. Tuy con chạy
phần dưới chân là quan trọng nhất, nhưng mà phần trên cơ thể của con cũng quan trọng không kém đâu. Hướng người mạnh lên. Ráng là làm gì? Cố lên, cố lên, mạnh nữa. Giờ con để tập thêm lần nữa. Con nhỏ này, vậy con không muốn nắm đầu Tâm Anh quay như dế không hả? Đuổi ông kẹt cái gì? Mày đúng là cái đồ đáng ghét. Nhanh nữa. Ôi lên. Nè, sao mày dám ăn bánh của tao? Bánh của bạn hả? Mình thấy nó ở trong tủ lạnh đó. Bánh này tao để dành từ hôm qua đó. Mày đáng ghét. Mình xin lỗi. Để mình cất lại vô tủ lạnh nha. Cất đi chứ còn nói gì nữa. Nhanh. Trời, mày dám ăn hả? Bỏ xuống. Mình đi cất liền. Mình cất rồi đó. Mình đi nha. Mày dám nói hả? Đúng rồi. Mình xin lỗi. Không có xin lỗi hả? Mày đứng lại cho tao. Gì vậy? Nè, sao nó chạy nhanh quá vậy? Nhanh lên. Món sườn nướng nha, cô sẽ đãi hai đứa này. Trời, tự nhiên mày cho nó ăn. Đứa nào cũng giỏi hết đó. Bà nó không có nữa. Không, không. Cho con đợi đi. Hai cái đứa này, không, được đi. Bà nói nha, không có tay chân thoải mái nha. Hư đồ của bà, đồ này là đồ quý đó. Đồ quý gì mà đồ quý cho con đợi. Bà nói đứng im đi chưa? Em thấy bà nói đúng đó. Cái mạo đó nhìn vô là biết giả rồi. Mày đặt giữ cho kỹ vô. Không dám đâu, đồ thiệt đó. Giám đốc Thịnh nói à, cái mạo là từ thời nhà Minh á, ổng mua bên Trung Quốc đem về luôn á. Cái đó không phải là mạo vua. Cái đó mạo để người ta hát tuồng cải lương. Tối ngày cứ nghe giám đốc Thịnh nói.
Nếu mà thực sự cái đó mà là mão vua đó thì nó có một cái giá trị văn hóa rất lớn, không có thể quy thành tiền được đâu con. Đúng rồi đó. Đâu phải nó có chuyện mà mua là mua đâu. Nhưng mà nếu mà con thích thì con cứ giữ thôi. Nhưng mà làm ơn mau đi lấy tiền giám đốc Thịnh cho ba. Mão thiệt mà. Thôi luôn. Được không đội? Làm chị được có đội hương của ba đó. Làm nè, chi? Bỏ số trả con. Trả cho ba đi. Nè con nhỏ này lì quá. Không biết cái đó là bằng cái gì không? Đứt hết tóc bây giờ. Có cái gì mà nó cứng cứng ta? Lâm Chi ơi, cho mình gọi thử nha. Nè tên kia, sao dám giỡn mặt với vua hả? Các khanh hãy bình thân. Trời, cái bão phát sáng kìa. Cái bão phát sáng. Anh thôi đi, tào lao cái gì vậy? Rõ ràng anh mới vừa thấy nó phát sáng rồi nè. Đúng không? Con có thấy nó phát sáng mà đúng không? Con đâu thấy gì đâu. Gì kỳ vậy ta? Rõ ràng là chú thấy nó phát sáng mà. Bây giờ con làm thử cho ba coi. 8 cộng 13 bằng mấy? Con giỏi hết tính cộng lắm mà. Tính thử ba đi. Trời ơi, dễ như húp nước mía vậy. Ơi, mà đặt chơi chữ nó cô nương. Dễ như húp nước miếng. Người ta nói là dễ như húp nước mía. À. Cái gì cái gì nước miếng nước mía? Người ta nói là dễ như húp cháo. Dốt mà khoái nói chữ. Vậy là dễ như húp cháo hả ba? Ừ, dễ như húp cháo. Ừ, rồi con tính đi, tính được chưa? Dạ chưa, bình thường con giỏi với tính cộng nữa mà. Có nhiêu đó cộng cũng xong nữa. Mà sao hôm nay kỳ kỳ á, anh tính không ra. Có gì đâu không ra. Thì con cứ 8 cộng 13 con cộng từ từ ra đi rồi nó ra chứ gì. Rồi bây giờ thử nè, 8 cộng 1 bằng mấy? 8 cộng cho 1 bằng 9. Đúng rồi, 8 cộng 1 bằng 9. Ủa, ba đâu có kêu con làm phép tính đó. Lộn, không phải là 8 cộng 1 mà là 8 cộng 10. Nhưng mà cũng không phải 8 cộng 10. Sao kỳ vậy ta, tự nhiên bây giờ cái đầu mình nó sao sao á ta. Trời ơi, hai cha con này nó dốt đều luôn. Dốt con nòi hả con? Không phải ba, tự nhiên cái đầu con nó bí sao đó. Hay là do cái mão này ta? Đúng. Hay đúng rồi ba, đúng rồi. Đúng không con? Đúng rồi, con khi mà cái con đội cái mão đó vô cái đầu con kiểu nó bị nó nặng nặng đúng không? Nặng nặng xong cái nó ngột ngạt trong đầu á. Nó khó chịu lắm đúng không? Đúng rồi, nó khó chịu, nó cứng gì nó đè đầu này nè. Hai cha con tào lao. Ba. Ơi mà. Để tao thử. Đừng có đợi được. Ba đội cho ba ngu đó. Ba có thấy sao không? Tao bình thường. Ba. Ba mà cũng đi đội cái mão này lên nữa hả? Thì nó nói nè, nó nói là đội cái mão vô kỳ kỳ. Không? Thì tao phải đổi cái này vô. Ủa mà cái này cái là cái gì quên. Cái mão. Thì cái mão. Thấy chưa? Gì? Ba mới vừa đội vô thôi mà ba quên tên nó là cái mão luôn rồi. Ba thấy có vấn đề chưa? Bây. Không phải. Con nghe người ta nói nha. Mấy cái mão này nè, thường người xưa họ làm long mão á là họ phải truyền sức mạnh, một cái sức mạnh linh thiêng gì đó, nó có ma thuật ở trong đó đó. Mà hỏi mà những người bình thường mà đội vô nha là sẽ bị có cảm giác như bị ngu muội luôn á. Sao mày đem về đây làm gì? Cái thằng mày lo đi đòi tiền giám đốc Dũng cho ba. Ủa ba, giám đốc Thịnh mà. Thì giám đốc Dũng đó. Thịnh. Thấy chưa, nguy hiểm quá rồi kìa. Chết rồi. Ôi, đừng có tầm xàm nữa. Làm gì mà có chuyện đó? Có. Tôi đội cho mà có. Đừng có đội. Cả nhà đã hy sinh rồi, không thể nào hy sinh thêm em được nữa. Anh cấm nha. Bây giờ là ra sắc lệnh luôn nè. Kể từ bây giờ nha, cấm cái nhà này tuyệt đối không ai được đội cái mão này. Cái mão này sẽ đưa vào viện Hàn Quốc cấm. Vô niêm phong ở lại. Giấu luôn. Không chịu đâu, phải chơi lại. Có chơi tới sáng thì bạn cũng thua mà. Không được, lần này tao nhất định phải thắng được mày. Ủa, con chào chú. Chào cậu. Chơi đi. Bạn chào hỏi đi. Tại hạ xin được chỉ giáo. Chết nè. Trời ơi. Mình nói rồi mà. À,
chắc là tao đổi cái mão đó lên nên tao mới ngu muội. Hay là mày đổi lên giống tao đi, cho cái đầu mày ngu muội luôn. Làm gì có chuyện đó, ngồi yên đây để tao đi lấy. Đã nói không có rồi mà. Có. Tâm Anh kêu ảnh được thì giỏi quá ha. Dạ, chị con chỉ cho con đó. Chị con là siêu sao trò này luôn. Siêu sao trò này luôn? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt chứ. Đây nè, mày đổi lên đi. Mày nói không có chuyện đó đâu thì mày đổi lên đi. Đã nói không có đâu. Đổi lên. Không được. Đổi ấy hết cậu lại nha. Ở đâu có cái mũ đẹp quá vậy? Ê cậu, cậu được, được rồi, được rồi, được rồi. Trời ơi trời. Thấy cậu đẹp trai không? Đẹp quá cậu. Hả? Cậu ơi. Cái đầu của cậu giờ nó cứ kiểu du di á. Kiểu nó có xây tròn không? Xây tròn gì? Mắt gì xây tròn? Thấy đẹp trai mà. Nè, phong độ thấy không? Cậu số mấy cậu? Trời ơi, số 3 hay số mấy? Ồ, hay vậy ta? Hay gì? Ghê vậy? Thôi, mệt hai đứa này quá. Nè, hai đứa này. Ủa sao kỳ vậy?